phóng viên Minh Đăng và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada trên website ibctv.us cũng như trên Facebook và YouTube IBC TV Official. Chương trình tin tức tổng hợp đầu ngày 8 giờ sáng ngày hôm nay xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Ông Stoltenberg nói tất cả các đồng minh NATO đồng ý Ukraine nên trở thành thành viên. Phó Thủ tướng của Anh từ chức sau cuộc điều tra bắt nạt. Đức, Ukraine và Ba Lan ký thỏa thuận bảo trì xe tăng Leopard. Người Hồi giáo trên khắp Trung Đông cầu nguyện để đánh dấu sự khởi đầu của IS Afrin. Tổng thống Mexico nói tiền bán máy bay tổng thống sẽ được dùng để xây bệnh viện. Và sau đây sẽ là các bản tin chi tiết. Mở đầu chúng tôi xin kính mời quý vị đến với phần tường trình của xứ ngôn viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, ông Stoltenberg nói tất cả các đồng minh NATO đồng ý Ukraine nên trở thành thành viên. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vào hôm thứ Sáu, tất cả các đồng minh NATO đã đồng ý rằng Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên của liên minh. Nhưng trọng tâm chính hiện nay là bảo đảm nước này thắng thế trước Nga. Phát biểu trước cuộc họp của nhóm liên lạc và quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, ông cũng nói với các phóng viên rằng một khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc, Kyiv phải có sự răn đe để ngăn chặn các cuộc tấn công mới. Ông Stoltenberg nói, bạn phải nhớ rằng cuộc chiến không bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Cuộc chiến bắt đầu vào năm 2014 khi Nga sáp nhập trái phép Crimea và khi Nga lần đầu tiên tiến vào Đông Donbass. Bình luận của Stoltenberg được đưa ra sau chuyến thăm thủ đô Kyiv của Ukraine vào hôm thứ Năm, nơi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky cho biết đã đến lúc liên minh quân sự đề nghị nước ông trở thành thành viên và Kyiv cần thêm vũ khí để chống lại Nga. Sau khi vượt qua cuộc tấn công vào mùa đông và mùa xuân của Nga vốn chỉ đạt được những tiến bộ nhỏ ở phía đông, Ukraine hiện hy vọng sẽ chiếm lại đất ở phía nam và phía đông trong một cuộc phản công trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Tin từ nước Anh, Phó Thủ tướng của Anh từ chức sau cuộc điều tra bắt nạt. Phó Thủ tướng của Anh Dominic Raab đã từ chức khỏi chính phủ sau ngày thứ Sáu sau một cuộc điều tra độc lập về những khiếu nại cho rằng ông bắt nạt đồng nghiệp là vụ bê bối mới nhất nhằm vế truất một trong những bộ trưởng hàng đầu của Thủ tướng Rishi Sunak. Sự ra đi của bộ trưởng cấp cao thứ ba vì hành vi cá nhân của họ trong 6 tháng vừa qua sẽ làm tổn hại đến những nỗ lực của ông Sunak trong việc vực dậy vận may của đảng bảo thủ cầm quyền và là một sự bối rối lớn khi ông bước vào phố Downing vào tháng 10 hứa hẹn một chính phủ liên minh. Sự từ chức của ông Raab diễn ra chỉ 2 tuần trước cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở Anh, nơi đảng bảo thủ của ông Sunak dự đoán sẽ thất bại nặng nề. Cuộc điều tra này kéo dài nhiều tháng về hành vi của ông Raab đã nghe được những bằng chứng từ nhiều giới chức chính phủ về những lời phàn nàn về hành vi bắt nạt tại 3 bộ phận khác nhau. Ông Raab, người đã yêu cầu điều tra vào tháng 11 sau khi các giới chức chính phủ khiếu nại chính thức về hành vi của mình, cho biết ông cảm thấy có nghĩa vụ phải chấp nhận kết quả của cuộc điều tra, nhưng cũng kiên quyết bảo vệ hành vi của mình. Ông nói rằng bản phúc trình chưa được công bố rộng rãi đã kết luận rằng ông chưa một lần chửi thề, la hét hay đe dọa thể xác bất kỳ ai trong 4 năm rưỡi và đã bác bỏ tất cả trừ 2 trong số các cáo buộc chống lại ông ấy. Ông Raab cho biết việc đặt ngưỡng bắt nạt quá thấp tạo tiền lệ nguy hiểm cho hành vi của một chính phủ tốt. Đức, Ukraine và Ba Lan ký thỏa thuận bảo trì xe tăng Leopard. Đức, Ba Lan và Ukraine đã ký một thỏa thuận bảo trì xe tăng Leopard do Đức sản xuất vào hôm thứ Sáu. Theo đó, các xe tăng cung cấp cho Ukraine sẽ được bảo dưỡng tại Ba Lan.
trong một buổi lễ ký kết ngắn bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO và đồng minh tại căn cứ không quân Ramstein của Hoa Kỳ ở Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, đã gọi thỏa thuận này là bước đầu tiên cho những gì sẽ trở thành trung tâm bảo trì xe tăng Leopard của chúng tôi, mà chúng tôi đã cung cấp gửi đến bạn, Oleksiy. Khi ông quay sang Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine là Reznikov, đại diện của Phần Lan, quốc gia đã gia nhập NATO vào đầu tháng này, nói với các phóng viên rằng tình trạng thiếu đạn dược hiện nay nên được coi là một lời cảnh tỉnh. Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Phần Lan Esa Pulkkinen nói với các phóng viên, kho dự trữ quá thấp, các ngành công nghiệp của chúng tôi không còn khả năng sản xuất năng lực cần thiết nếu chúng tôi đối mặt với mối đe dọa thông thường. Pulkkinen cho biết ông đang phát biểu thay mặt cho Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm của Phần Lan, người gần như không hoạt động sau cuộc bầu cử gần đây. Và người Hồi giáo trên khắp khu vực Trung Đông đã cầu nguyện để đánh dấu sự khởi đầu của tháng lễ Eid al-Fitr. Những người Hồi giáo tại vùng Trung Đông và Bắc Phi đánh dấu sự khởi đầu của mùa lễ Eid al-Fitr bằng những lời cầu nguyện trong ngày thứ Sáu tuần này. Tại Jerusalem, sức đông những tín đồ tham gia cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo Al-Qasa là ngôi đền linh thiêng thứ ba của đạo hội. Trong khi đó, tại thành phố Gaza, hàng ngàn tín đồ đã đổ về trung tâm thành phố theo thông lệ để cầu nguyện, đọc kinh nghi lễ, cầu nguyện và chào hỏi lẫn nhau. Tại Libya, những người thờ phượng chủ yếu là Benghazi và các khu vực phía đông đã tham dự vào buổi cầu nguyện Eid. Sự đối đầu giữa hai chính phủ đối địch trong đất nước bị chiến tranh tàn phá đã ảnh hưởng đến đại lễ này. Viện luật học ở tại thành phố Benghazi thuộc miền đông Libya đã công bố trong ngày thứ Sáu là ngày bắt đầu của lễ Eid. Thông báo này nhanh chóng được theo sau bởi một thông báo khác của viện luật học ở thủ đô phía tây của Tripoli, tuyên bố bắt đầu lễ Eid vào ngày thứ Bảy, gây ra sự chia rẽ. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản một số người ở tại Tripoli tiến hành các buổi cầu nguyện. Kính thưa quý vị, Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan, là thời gian mà người Hồi giáo nhịn ăn từ sáng cho đến tối. Tổng thống Mexico nói tiền bán máy bay tổng thống sẽ được dùng để xây bệnh viện. Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador, cho biết số tiền thu được từ việc bán chuyên cơ tổng thống của Mexico cho chính phủ Tajikistan sẽ được sử dụng để xây dựng hai bệnh viện ở các khu vực khó khăn. Trên một video được tải lên bằng tài khoản Twitter của mình, ông López Obrador được nhìn thấy đang lên máy bay mà ông tuyên bố sẽ được rao bán ngay sau khi nhiệm chức vào năm 2018. Trong bài đăng, ông López Obrador cho biết giá bán thỏa thuận cho chiếc Boeing 787 Dreamliner được người tiền nhiệm Enrique Peña Nieto sử dụng nhưng chưa bao giờ bởi ông là khoảng 1,66 tỷ peso, tương đương khoảng 92 triệu Mỹ Kim, theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Nhà cánh tả theo chủ nghĩa dân túy, người đã nhiều năm chỉ trích nạn tham nhũng của giới tinh hoa chính trị, trước đây từng nói rằng ông hy vọng bán chiếc máy bay này với giá ít nhất 150 triệu Mỹ Kim. Chủ tịch của Ngân hàng Công cộng và Dịch vụ Quốc gia Mexico, George Mendoza, cho biết các giới chức chính phủ Tajikistan có 10 ngày để đưa chiếc máy bay về nước. Và vẫn như thường lệ, đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức trong một vài giây phút để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Tiếp nối trong phần 2, quay trở lại với những tin tức liên quan đến việc thực phẩm Ukraine quá cảnh Ba Lan, nối lại các quy tắc mới được thiết lập. Hay Ngoại trưởng Lavrov cảm ơn Cuba vì lý do gì? Cảnh sát Canada điều tra vụ trộm vàng trị giá 20 triệu đô la. Tin tức liên quan đến việc Indonesia tố cáo tàu cá Việt Nam tiếp tục xâm lấn các vùng biển của mình. Hay Trung Quốc hủy bán đấu giá sắc phong có nguồn gốc Việt Nam. Các bản tin trong phần tin địa phương cùng với những tin tức khác mới nhất vừa được cập nhật. Kính xin mời quý vị cùng đón xem trong phần tiếp theo cùng với đài truyền IBC TV.